Các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết trên mạng xã hội tràn lan quảng cáo và những chia sẻ tiêm silicone nhằm làm to dương vật, khiến không ít nam giới tin theo lời quảng cáo này. Mới đây, một nam thanh niên đã phải nhập viện vì việc làm vô cùng nguy hiểm này. Theo lời bệnh nhân kể lại, đi lao động xuất khẩu ở Mông Cổ đã lâu, khi chuẩn bị về nước, theo sự quảng cáo của đồng nghiệp đã tự ý bơm silicone vào dương vật để làm to và dài hơn. Sau khi về nước được vài tháng, dương vật nam thanh niên bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Không chỉ có vậy, khi quan hệ tình dục cũng gặp nhiều khó khăn. Do tâm lý xấu hổ nên người đàn ông này không chịu đi khám bệnh. Nhưng suốt một năm, các cơn đau hành hạ anh mới đến Bệnh viện Đại học Y để khám. Tại bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy dương vật của nam thanh niên này đã có dấu hiệu biến dạng do bơm silicone dạng lỏng với các mảng xơ cứng, tổn thương nặng. Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật tiết niệu và phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ cắt lọc toàn bộ da, các màng xơ hóa chứa silicone, bảo tồn bó mạch thần kinh cương, mạch máu. Sau 2 tuần tạo hình lại, dương vật bằng cách ghép vạt da có cuống, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục.